Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin Postcard của ngày 6 tháng 12 năm 2024. Postcard là chúng tôi có nghĩa là cái video chúng tôi đọc và quý vị nghe vào buổi đêm. Sau đó là chúng ta có thể ngủ ngon. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề chiến tranh tại Ukraine nó sẽ kết thúc như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng kết thúc đây, một là do Nga đang thắng thế, cho nên là bên Ukraine và phương Tây nói chung là người ta đang tính cái đường đàm phán để kết thúc hoặc là tạm dừng cuộc chiến đóng băng. Nhưng mà cũng có thể là kết thúc luôn nếu mà phương Tây, chúng ta đang nói Nga, chứ còn nếu mà phương Tây mà muốn kết thúc là đơn giản lắm, không có viện trợ nữa hoặc là rút lui hoặc như nào đó, nhưng mà nó cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà bây giờ nói là thua, bên Ukraine thua, hay mở ngoặc ra là Mỹ và phương Tây thua ở Ukraine thì nó chướng. Thứ nhất ấy, là mấy chục nước mà thua một nước. Thứ hai nữa, nếu mà thua như vậy thì đơn cực là cũng lụi tàn. Có thể là lưỡng cực hoặc là tam cực hoặc là đa cực sẽ lên ngôi. Đấy. Và cái tiếp theo nữa thì chúng ta thấy rằng là nếu mà thua thì họ cũng không chấp nhận thua. Thế thì vậy thì làm cách nào để cho rút lui, hoặc là hay nói cách khác là thua trong danh dự. Cũng giống như hồi ở bên Việt Nam thì cũng thua, nhưng mà thua trong danh dự, có một chút gì danh dự vất vát thì để mà còn sau này. Cái thứ tư nữa là gì? Khi mà có một xung đột ở nước khác ở châu Âu nữa thì người ta vẫn, bên Mỹ và phương Tây, người ta vẫn nói rằng là họ sẽ giúp, họ sẽ điều 5, điều 7 gì đó, họ sẽ giúp. Đấy. Chứ còn bây giờ nếu mà thua thì thôi, nếu mà Nga hoặc là một chiến tranh nào đó ở châu Âu nữa thì chắc chắn lại thua nữa. Đấy. Nếu mà Nga đánh. Cho nên là bây giờ là cũng phải giữ cái thể diện cho họ. Nếu mà Nga mà làm được cái động tác này. Đấy. Tức là hay nói cái khác, có một số cái nhượng bộ nào đó. Đấy. Để cho giống như là bên kia người ta cũng thắng. Đấy. Tất nhiên cái thắng nó bé bé đó, còn cái thắng thắng lớn, thắng thắng mang tính chiến lược và thắng tức là Nga đã đạt được các mục đích ấy, mục tiêu ấy, thì đấy mới là thắng lớn. Chứ còn thắng thí dụ như là ông phải chịu cái này, ông phải chịu cái kia nữa cơ, ví dụ thế này, thì Nga mà thì cũng được. Đấy, thì này chúng ta nói dân dã thôi, nhưng mà tức là làm sao nó phải có danh dự. Chứ bây giờ Nga thì Nga không chịu thua rồi. Đấy, một là mất nước, hai là coi như tất cả là mất hết. Mất nước theo cái dạng tức là chiến tranh hạt nhân ra là tan nát hết cả, vậy thôi. Chứ còn thua thì không thua. Chứ còn bây giờ nếu mà một bên thắng bên thua thì chỉ có thể là Nga thắng mà thôi. Chứ Nga thua thì không có cái gọi là cái đó được. Tức là không có cái mệnh đề là Nga thua được. Bởi vì Nga đang nắm đằng chuôi. Cho nên mọi cái sự vật hiện tượng thì tất cả đều có thể bắt đầu và đều có thể kết thúc. Và xung đột Nga-Ukraine cũng đang đến lúc tàn. Rồi các cái nỗi buồn của phương Tây hay của Ukraine cũng sẽ qua đi. Thế thì vấn đề quan trọng hơn hết là cái cách thức kết thúc chiến tranh ở đây. Thì nhiều cái cuộc chiến đã kết thúc theo kiểu là knock out, tức là thua thắng gặng. Còn bên kia thì toàn thắng. Thắng thắng gọi là chắc thắng và thắng gọi là tâm phục khẩu phục, tức là một bên toàn thắng hạ gục được đối thủ. Và nhiều cuộc chiến cũng đã kết thúc theo cái cách kiểu như là bất phân thắng bại, như cái kiểu Triều Tiên rồi hai bên đi đến một thỏa thuận gì đó tạm dừng hoặc là chấm dứt vân vân. Như thế là có khả năng đáng sợ nhất là chiến tranh kết thúc bằng cả hai bên đều hủy diệt lẫn nhau trong cái viễn cảnh nếu mà nổ ra cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. Một bên là Nga, một bên là Mỹ, Anh, Pháp. Đấy là hạt nhân. Cũng có thể Triều Tiên cũng vào đây. Thì trong cuộc chiến đó thì không bên nào còn tồn tại, chứ đừng nói đến thắng. Cho nên tôi nói là nếu mà Nga thua là thua theo cái dạng vậy. Mà mà thua thì nhưng mà không có ai thắng. Chứ còn Ukraine và Mỹ và phương Tây thua thì có Nga thắng. Nôm na là như vậy. Nói loay hoay loay canh thì tóm lại là bây giờ phải tìm cái cách mà nếu không hủy diệt lẫn nhau. Đấy, nhưng mà coi như bên nào cũng thắng. Nga thì đại thắng, bên kia thì tiểu thắng.
để cho nó còn chút chút cái gì đó. Thế thì cái hiệp ước mà Star 1, Star 2 và gần đây là New Star cũng như các cam kết kiểm soát vũ khí hủy diệt hàng loạt giữa Mỹ và Liên Xô và giữa Mỹ với Nga ngày nay. Thì nếu mà coi như vi phạm thì không còn là cái gì để mà tồn tại hết. Thì những gì mà hiện nay đang diễn ra ở Ukraine gần đây làm người ta nhớ đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 62. Cả thế giới nín thở và lạnh gáy và cảm thấy là lưỡi hái thần chết đang lơ lửng trên đầu của loài người, sẵn sàng xóa sạch các cái sự sống khỏi trái đất. Đó là cái đỉnh điểm trong cái chiến lược mà vượt lên ngăn chặn mà Mỹ đã áp dụng để đối phó Liên Xô hồi đó, cũng như các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Kể từ sự kiện đó thì Mỹ và Liên Xô, sau này là Mỹ Nga, đã cố gắng tránh những cái va chạm trực tiếp trong các cuộc chiến tranh cục bộ để không tạo ra nguy cơ châm ngòi cho một cuộc xung đột hạt nhân. Và cũng từ cái thời điểm đó thì Mỹ cũng ưu tiên cho hình thức chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh mượn tay người khác. Cho nên là cuộc chiến hiện nay Ukraine không chỉ là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà sâu hơn, đó là cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ và phương Tây nhằm làm cho Nga suy yếu, kiệt quệ, và thậm chí nếu có điều kiện thì Mỹ và phương Tây sẽ xé nhỏ nước Nga cũng giống như là đã làm tan rã Liên Xô ra. Mà khi đánh lại Nga rất là khó có cớ để mà đánh vào nước Mỹ. Đấy. Nhưng mà bây giờ Nga đã làm xé nát rồi cái gọi là cái chiến lược này rồi. Bây giờ rõ ràng các ông là tham gia trực tiếp rồi. Mà nếu mà coi như có làm tan rã chúng tôi thì các ông cũng tan rã hết, tan nát hết. Vậy là sau hơn 1.000 ngày, cuộc chiến Ukraine có độ dài bằng cái độ dài của chiến tranh Xô Đức rồi đấy. Từ năm 1941 đến 45 chỉ còn còn ít hơn mười mấy tháng thôi. Thì có một điều khá trùng hợp là cả hai cuộc chiến đều có bước ngoặt quyết định, có lẽ tại Kursk, gọi là mặt trận Kursk, như một định mệnh chắc. Kết quả Kursk của thế kỷ 21 này đang dần dần hiện rõ. Thế suy yếu của quân đội Nga là khó có thể đảo ngược được. Ngày 29 tháng 11 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn The Sky News, ông Zelensky đã bất ngờ tuyên bố rằng là Ukraine có thể ký thỏa thuận ngừng bắn với Nga nếu các vùng lãnh thổ Ukraine hiện kiểm soát được đặt dưới sự bảo trợ của NATO. Đồng thời, các vùng bị Nga kiểm soát sẽ khôi phục sau này thông qua con đường ngoại giao, tức là sẽ lấy lại bốn cái tỉnh sáp nhập và Crimea, nhưng mà bằng đường ngoại giao chứ không phải là bằng quân sự. Đây là một những tín hiệu gần đây cho thấy sự điều chỉnh trong cái lập trường của Kiev về đàm phán với Moscow. Trước đây thì chính quyền Zelensky khẳng định là không nhượng bộ về lãnh thổ và quyết theo đuổi chiến thắng trên chiến trường. Tuy nhiên hiện tại thì Kiev lại phát cái tín hiệu ưu tiên là cam kết an ninh hơn để đảm bảo Nga không thể phát động thêm một cuộc chiến dịch tấn công nào nữa trong tương lai. Và bây giờ người Nga mặc dù vẫn để ngỏ cái khả năng đàm phán hòa bình, nhưng chắc chắn là không đàm phán với Kiev mà yêu cầu đàm phán với Mỹ, trực tiếp với Mỹ, không nói chuyện với con nít. Bởi mục tiêu cao nhất, chiến lược nhất của Nga trong xung đột này là nhận được các cam kết bảo đảm chủ quyền và an ninh của chính mình. Như thường thấy thì trước khi mà đi vào đàm phán để đi đến một cái thỏa thuận nào đó thì các bên tham chiến đều cố giành lợi thế trên chiến trường để làm vốn dắt dắt lưng trên bàn đàm phán và nhằm tạo sức ép lên đối phương. Thì đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Kiev đưa quân đội tấn công sang Kursk. Và tiếp theo đó là đèn xanh của Washington, của London, của Paris cho lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa Attachment Tôm sờ đầu Scale của Pháp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Cho nên hiện tại giữa lúc Kiev ngày một suy yếu thì Mỹ và phương Tây đang đi nước cờ cuối. Cái hành động này của Washington, London, Paris không chỉ nhằm vớt vát lại chút gọi là vốn dắt lưng để đàm phán với Nga mà còn cho họ thấy là họ sẽ không rút lui mà không chiến đấu. Tức là có chiến đấu nhưng mà sau đó mới là rút lui. Vì cái hành động mà vượt lằn ranh đỏ này của Mỹ và NATO sẽ dẫn đến hậu quả là phía Nga không chịu ngồi đàm phán nữa. Và chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ rất khó khăn, sẽ gặp khó khăn rất là nhiều và có nguy cơ bị đổ lỗi. Tuy nhiên thì hiện nay người Nga cũng đang nắm đằng chuôi.
Họ kiểm soát chặt chẽ tình hình chiến trường, cũng như đang ở cái vị thế có lợi trên trường quốc tế. Bất chấp các lệnh trừng phạt, bao vây, cấm vận, chính họ mới là người quyết định có đàm phán hay không. Hoặc nếu có thì vào thời điểm nào, ở đâu và với ai. Với cái thành tích bắn hạ hàng chục nghìn UAV, cũng như bắn hạ hầu hết các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Mỹ, NATO cung cấp cho Ukraine, cho thấy cái hệ thống phòng không Nga đang hoạt động khá hiệu quả. Trong cái điều kiện hiện tại, người Nga cũng không thể không đề phòng những phản ứng mất kiểm soát từ cả Kiev lẫn NATO cũng như Washington trong những phút bù giờ trước khi mạn cuộc. Rất nguy hiểm. Thắng thì thấy thắng rồi, đấy. Cuối cùng là những cái nếu mà chúng ta đánh cờ, chúng ta sẽ biết cờ tàn là có khi thấy thắng, thắng rõ, thua rõ rồi, nhưng mà cuối cùng là cái phút bù giờ, một cái chút sơ sảnh thôi thì có thể nó hỏng bét cả, là đảo ngược tình hình. Đấy, rất là nguy hiểm cái phút bù giờ. Cho nên là các cái sản phẩm phòng vệ dân sự chống vũ khí thông thường, cả vũ khí hạt nhân mà Liên Xô đã chế tạo trước đây lại được tái sử dụng và nâng cấp cải tiến, và trở lại cái thời điểm sát cái chiến dịch trước khi mà chiến dịch quân sự đặc biệt, thì quân đội Nga đã có trang bị một loại những vũ khí mới có tính năng ưu việt vượt trội cho bốn quân chủng lục quân, hải quân, hàng không vũ trụ và tên lửa chiến lược. Những vũ khí cũ đều được nâng cấp cải tiến sâu, bổ sung các tính năng mới, đặc biệt là tính năng chống chiến tranh điện tử. Có thể nói bộ máy lãnh đạo nước Nga đứng đầu là Tổng thống Putin đã lường trước mọi khả năng diễn biến của cuộc chiến, kể cả những diễn biến xấu nhất, để mà vạch ra các cái phương án đối phó tối ưu nhất có thể nhằm bảo vệ con người, cơ sở hạ tầng, tài sản vật chất, các công trình di tích, di sản văn hóa trong cái điều kiện chiến tranh hiện đại không có giới tuyến. Ngay tại tỉnh Kaliningrad là một khu vực nằm sâu trong cái lãnh thổ đối phương. Hệ thống phòng không hiệp đồng binh chủng hoặc liên quân chủng hải lục không quân đã được tăng cường, và các biện pháp phòng không nhân dân cũng được triển khai rốt ráo nhờ vào các công trình quân sự dân sự bằng đá vững chắc đã tồn tại ở đây hàng trăm năm. Đặc biệt là với hệ thống vệ tinh quân sự dày đặc trên không, quanh trái đất, người Nga đã cố gắng không để Tổ quốc bị bất ngờ. Hệ thống này cho phép phát hiện hầu như ngay lập tức mọi động thái của đối phương nhằm tấn công lãnh thổ Nga từ trên biển, trên không, trên mặt đất, ở bất cứ thời gian nào, địa điểm nào trên trái đất. Những thông tin này giúp cho người chỉ huy tối cao của quân đội Nga có thể đưa ra các quyết định đối phó với thời gian được tính bằng giây. Ngoài các biện pháp phòng không nhân dân tại chỗ, Nga cũng có các phương án sơ tán người dân, các cơ sở kinh tế quốc phòng trọng yếu sang phía đông, giống như thời kỳ năm 1941-42. Và không phải ngẫu nhiên mà trong những năm qua, Nga đã khởi động lại cái chương trình phát triển kinh tế xã hội ở phía đông của dãy Uran cũng như là vùng Viễn Đông. Đó là hậu phương lớn của nước Nga, của quân đội Nga, cả trong lịch sử và trong hiện tại. Quyết định của Mỹ và phương Tây cho phép Kiev dùng tên lửa đánh sâu vào lãnh thổ Nga không phải là điều gì lạ lẫm hay bất ngờ. Moscow đã có những cái sự chuẩn bị nhất định. Nga có một nền công nghệ tương đối hoàn chỉnh, hiện đại sau hơn 70 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa. Điều đáng tiếc là sự sụp đổ về chính trị, kinh tế, xã hội của Liên bang Xô Viết, nền khoa học công nghệ của Nga hầu như dậm chân tại chỗ trong gần 20 năm. Mặc dù vẫn giữ được bộ ba vũ khí hạt nhân, nhưng nền công nghiệp quốc phòng của Liên bang Nga cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng cả về nhân lực, vật lực và tài lực. Vào những năm cuối của thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 này, Nga bị xếp vào hạng cường quốc loại 2 hay là cường quốc khu vực. Nhưng cũng chỉ trong vòng 20 năm qua, bằng việc lựa chọn chiến lược đúng đắn và tự lực tự cường, bằng cách huy động các nguồn lực con người, tài chính, nguyên liệu, vật tư trong nước, Nga đã hiện đại hóa nền quốc phòng của họ theo kịp với sự phát triển của thế giới và sở hữu một số cái loại vũ khí mới có tính năng chưa từng có. Các vũ khí cũ cũng được nâng cấp cải tiến sâu, đơn giản như khẩu súng, bộ binh cho đến các vũ khí khí tài điện tử phức tạp, và cuối cùng là bộ ba vũ khí răn đe hạt nhân. Nga cũng đã âm thầm phát triển công nghệ để như một con gấu vừa thức dậy sau giấc ngủ đông, và có trong tay những đồ chơi thượng thẳng nằm ngoài sức tưởng tượng của người Mỹ và phương Tây.
Trong số các công nghệ vũ khí phi hạt nhân của Nga, có thể kể đến các tên lửa siêu vượt âm, những UAV đa chức năng, những trang thiết bị chiến tranh điện tử và chống chiến tranh điện tử hiện đại. Những vũ khí trang bị đó có thể gây khó khăn lớn cho các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử, có thể vô hiệu hóa tương đối hiệu quả các vũ khí chiến thuật và chiến lược của Mỹ, phương Tây. Về chính trị, Mỹ và phương Tây dường như không thành công trong việc cô lập Nga. Quan hệ giữa Nga với Mỹ và phương Tây suy giảm tới mức chạm đáy. Nga có thêm nhiều bạn bè mới từ phương Đông, đã có thêm các đồng minh ở Đông Á cũng như là Đông Nam Á, có quan hệ hữu hảo với thế giới Ả Rập và Tây Á, trong đó có những người, có những nước từng là đồng minh ruột của Mỹ như là Ả Rập Xê Út, tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên châu Á duy nhất của NATO. Trên cơ sở củng cố các quan hệ chính trị đó, thì các quan hệ kinh tế cũng được Nga mở rộng đến các khu vực phía Nam, kể cả Nam Bán Cầu và châu Mỹ Latin, nơi mà người Mỹ vẫn gọi là sân sau của họ. Khối BRICS với 10 quốc gia và 3,8 tỷ người, tức là gần một nửa dân số toàn cầu, là một thị trường khổng lồ, đồng thời là đối trọng lớn nhất của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Riêng về dầu thô, tổng sản lượng của BRICS cũng đã chiếm tới 40% tổng sản lượng khai thác toàn cầu. Đến tháng 10 năm 2024 thì tỷ trọng GDP của BRICS là 34,7% GDP toàn cầu, vượt qua tỷ trọng 29,3% của nhóm G7. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của BRICS cũng sấp xỉ 4% năm, vượt qua tốc độ tăng trưởng chung 3,2% của thế giới và vượt xa tốc độ 1,7% của G7. Mặc dù Mỹ và phương Tây vẫn nắm giữ hai đồng tiền có sức mạnh tuyệt đối quan trọng là USD và Euro trong cái hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, nhưng trong tương lai gần, BRICS sẽ tạo ra nhiều cái nền tảng phát triển khác nhau trong khối, bao gồm các kênh truyền thông, tiêu chuẩn công nghệ và giáo dục, hệ thống tài chính, công cụ thanh toán và cơ chế đầu tư bền vững dài hạn. Và cuối cùng, kinh tế sẽ tác động ngược trở lại chính trị như một hiệu ứng tất yếu. Đó là xu thế phát triển đa cực của thế giới, là chủ nghĩa đa phương về chính trị và một thị trường toàn cầu hóa dựa trên sự đa dạng nhằm đạt tới các mục tiêu thiên niên kỷ mà Liên Hợp Quốc đã định hình. Mặc dù Mỹ và phương Tây đang cố gắng duy trì vị thế của họ trên thế giới đơn cực, nhưng không sớm thì muộn, chủ nghĩa này sẽ lung lay. Đó chính là con át chủ bài của Nga mà Mỹ và phương Tây không thể có. Cần phải nói ngay rằng, hành động của Mỹ và phương Tây cho phép Ukraine dùng các loại tên lửa chiến thuật Atacms, Storm Shadow và Scale để tấn công vào lãnh thổ Nga là có tính tượng trưng nhiều hơn là giá trị thực tế. Đó là vì những cam kết của Mỹ và phương Tây buộc phải thực hiện trước khi Nhà Trắng có ông chủ mới, mà là những người phải rời đi phải chịu ảnh hưởng của những sự kiện đó, không thể đoán biết được những gì sẽ xảy ra sau đó. Mặt khác, quyết định của những ngày cuối cùng của chính quyền của Tổng thống Joe Biden diễn ra trong thế yếu, kiệt quệ của Kiev trên chiến trường. Vì thế, dù Ukraine có dùng hết cả mấy trăm quả tên lửa được viện trợ, thì cũng khó có thể xoay chuyển được tình thế gần như đã ngã ngũ trên chiến trường. Sự im lặng của ông Trump trước quyết định phiêu lưu cuối cùng của chính quyền Biden không hẳn là ông đồng ý với quyết định đó. Sự thật là ông Trump đang tính toán xem nên sử dụng hiệu quả cái quyết định ấy sao cho nó có lợi cho mình. Ông Trump thừa biết rằng dù có đổ thêm bao nhiêu tiền của vào cho cái thùng không đáy này ở Kiev thì rốt cuộc Nga vẫn chiếm thế thượng phong nhờ tiềm lực dự trữ dồi dào cũng như tinh thần đoàn kết dân tộc của người Nga. Trong khi đó, mục tiêu làm suy yếu Nga rõ ràng là chưa thành công. Cuộc chiến hơn 1.000 ngày vừa qua cùng lắm cũng chỉ làm chậm lại sự sụp đổ của Ukraine trên thực địa. Vì thế, nếu như chính quyền sắp mãn nhiệm của nước Mỹ có cố gắng làm cản bước vị tân tổng thống trong việc vãn hồi hòa bình tại Ukraine, giảm căng thẳng tại châu Âu đi nữa, thì hiệu quả của nó cũng không hơn gì một lời động viên đối với Kiev khi ván cờ do người Mỹ bày ra ở Ukraine đã tàn cục. Dù có bất kỳ sự biến nào diễn ra ở Kiev hay trong nội bộ của các nước NATO, thì ông chủ mới mà không mới của Nhà Trắng sẽ phải tính đến việc rút ra khỏi vùng đầy Ukraine trong danh dự. Trong đó có một điểm đặc biệt quan trọng đối với Mỹ và NATO,
là không được để bị mang tiếng xấu là đã bỏ rơi đồng minh. Còn nếu Kiev thua trận thì đó là lỗi của họ, chứ không phải là lỗi của Mỹ, của Anh, của Pháp và của NATO nói chung. Hiện tại thì chưa rõ Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có kế hoạch gì sau khi trở lại Nhà Trắng. Nhưng đối với Nga thì chiến dịch quân sự đặc biệt của họ sẽ không dừng lại khi mà các mục tiêu phi phát xít hóa, phi quân sự hóa, trung lập hóa Ukraine bảo đảm an ninh cho nước Nga chưa đạt được, kể cả trên chiến trường cũng như trên bàn đàm phán. Nếu Nga chấp nhận đàm phán thì những mục tiêu đó chắc chắn sẽ được đặt ra và là những điều kiện bất di bất dịch, không thể nhượng bộ dù chỉ với một hai từ ngữ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe postcode của chúng tôi, và bây giờ xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại trong cái bản tin sau.